Ôi ơi, đứa nào mới ngủ dậy ra? Con gái của mẹ mới ngủ dậy á hả? Ôi chào ơi, ngủ dậy coi đầu tóc kìa. Ôi trời ơi, ôi con ngủ dậy coi lại ôm mẹ kìa, có được không? Ôi trời ơi, con nhớ mẹ không? Trời ơi, con ngủ dậy đứng lên, đứng lại ôm mẹ kìa, có được không? Trời ơi, thương mẹ quá đi thôi hả? Mình có thương mẹ mình quá đi thôi không? How was your sleep? Did you have a good sleep? Con màu à, không thấy mẹ là con dậy phải không? Mẹ mà nằm trong đó mà tới 11, 12 giờ là con cũng ngủ cho tới 11, 12 giờ luôn phải không? Đúng không? Mà mẹ mà thức mẹ mà thức và ra đây mẹ làm việc là màu màu không thấy mẹ là thức theo phải không? Phải không? Lên ngồi mẹ không? Đi park chơi không? Giờ mẹ chở đi Starbucks mua Pentam Bagel ăn xong rồi cái mình mẹ chở con đi park chơi. You wanna go to the park? Where you wanna go? Con muốn đi đâu? Không. Hả? Giờ con muốn đi đâu? Ốc. Muốn đi Ốc hả? Ừ. Trời đất ơi. Thật nó ấm chân tôi kìa. Thương không? Giờ lớn rồi thương mẹ lắm cô chú ơi. Cô Hiếu dám á, trời trời, ôm siết luôn kìa. Thầy mày cho cô chú chơi coi cô chú nha. Trời ơi. Ôm chân mẹ sao, ôm chân mẹ sao cho cô chú coi. À, cô muốn cho cô chú coi đó không? Rồi, để coi coi. Thầy mẹ coi coi, mẹ cho cô chú coi. Xem mùa hè, chân chẳng bị gì bị hoài luôn á. Ủa, gì vậy ta? Cái này là cái gì ta? Ồ, có phải là do con mang đôi giày hôm qua không? Was it because of the shoes? Yeah. Was it because of the shoe rubbing against your skin? Was it because of this? Yeah, không phải, có phải là mang đôi giày này mà không mang vớ nên nó bị không, cái đó là cơm. Có phải đôi má nó mang giày này mà không mang vớ nên bị vậy không? Nhưng mà nếu mà bị vậy là con phải bị hai chân chứ sao con bị có một chân? Không, tại vì đôi giày này là đôi giày mới á cô chú. Nên là hả lúc nào giày mới á, mình mang vô cũng bị một cái ấy á đó. Nên là chắc mang vô mà đi mà sao nó đau mà nó không nói, không báo biết gì. Về mới thấy ra ta, để coi coi, để mẹ coi coi. Đây nè. Còn cái chân kia có bị không? Chân kia có bị không? Mẹ coi coi. Chân này đâu có bị gì đâu. Đừng bị gì đâu. Làm sao? Với màu pink sao? Người chân vậy rồi sao mang giày mang dép gì được? Dép màu pink đâu? Bỏ quên ở chỗ bơi rồi. Bỏ quên hai đôi dép ở chỗ bơi rồi. Chưa tới ngày lấy về. Ngày mai con nhắc, con ngày mai đi bơi con ráng nhớ nhắc mẹ đi. Nói mẹ nhớ lấy dép. Hỏi mẹ không phải nhớ lấy dép mà mẹ hỏi người ta coi hai đôi giày của con đâu. Đi vô mình ngày mai nhắc. Đi vô. Ngày mai chừng nào vô hồ bơi á, bây giờ mày dặn rồi nha. We go, yeah, JD, listen, we go swimming tomorrow. So when we get to the swim class, can you remind mommy that we need to ask the people over there about your two pair of shoes? We forgot it, remember? Đúng rồi, nhưng mà con nhớ con nói mẹ nè. Ngày mai khi mà mình đi bơi á, con nhớ nhắc mẹ, tại vì mẹ nhiều công việc lắm nên mẹ quên, mẹ cho con vô hồ bơi xong rồi mẹ nhiều công việc lắm mẹ quên nên là con phải nhắc mẹ, con nói mẹ ơi, đi vô hỏi người ta coi hai đôi giày con bỏ quên còn ở đó không? Nghe chưa? Yeah. Ok. Một mèo. I love you too, come on. Một mèo. Chương quá trời chương, con ngái mà trời ơi. Ôi trời ơi, Trục Đàn. Trục Đàn ơi, Trục Đàn. Ôi trời ơi, Trục Đàn nè cô chú ơi. Trục Đàn ơi, Trục Đàn. Ủa ba đâu rồi ta? Ba đâu rồi? Mất tiêu rồi hả? Ba đâu? Trời ơi, Trục Đàn. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ. Chay dạo này biết hát rồi nên là phải hát nhiều.
thì Chay mới mới lấy được. Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ, chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Tìm về ký ức, cố xóa đi đoạn tình ban sơ, rồi lại chớ vơ, đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Mái chim đắm trong lầm lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến hoa ngu ngơ. Hiện tại bây giờ ở Mỹ là 10 giờ sáng. Bây giờ là mẹ chở, bây giờ mẹ biết sao, lâu quá mình không có đi rửa xe rồi, xe mẹ là lâu quá không rửa rồi. Là bây giờ là đi mua Starbucks xong rồi cái đi rửa xe cho mẹ. Ha. Dạ. Con muốn ăn gì? Muốn bagel. Muốn bagel phải không? You want the pan-tan bagel from Starbucks? Có tiền không? Có tiền không để muốn ăn bagel? Có tiền không muốn ăn bagel? Có tiền không? Ai có quá trời tiền luôn? Gì vậy? Cái bé à. Mà tiền đâu có quá trời tiền luôn, nói cho cô chú nghe nè. Chưa. Để mẹ giờ đây cho cô chú thấy mặt chay chứ con đây cô chú thấy mặt mẹ không. Đó. Ok. Mà tiền ở đâu mà con có quá trời tiền luôn, nói cho cô chú nghe coi. Tiền đâu? Tiền đâu mà có quá trời tiền luôn. Yêu giờ này vô nè, chảy đầu vô chảy đầu nè, rồi thay đồ rửa mặt đánh răng. Ê trời ơi Chay ơi, ôi du viên đang quay video nghe Chay, không có nói du viên chạy nghe chưa, không có du viên như vậy nghe chưa, không cho du viên như vậy nghe chưa. Đây nè, mà con nói cho cô chú nghe, bây giờ mình đi đâu, tường thuật lại cho, bây giờ mình đi đâu, nhìn coi bây giờ đi đâu. Đi Úc. Đi Úc mua gì? Đi Úc làm gì? Đi Úc mua quá trời sumo luôn. Đi Úc mua quá trời sumo luôn hả? Anh gấp sumo không mua được, mua đủ sumo luôn hả? Yeah. Rồi đi đâu nữa? Đi không biết đâu. Không biết luôn hả? mà con nói cho cô chú nghe, nói nghe nè, cái con heo mà bà ngoại năm cho tiền bỏ vô đâu rồi, cái con heo đó bây giờ nó lạc trôi về đâu rồi, mấy ngày nay từ khi bà ngoại năm về mẹ cũng không để ý cái con heo đó lạc trôi về đâu luôn á, con có rút tiền từ con heo đó ra không, tiền còn nằm ở trong á, đi không biết luôn hả, đi vô kiếm con heo coi có tiền không, đi mua đồ ăn sáng nè. Hả, tiền con nhét vô á, nhớ không? Bây giờ mình rút con heo đó ra, mình lấy tiền mình đi mua đồ ăn sáng nha. Yeah. Ok. Rồi đi vô kiếm heo đi. Heo để đâu? Con heo để trong phòng con phải không? Chứ đâu? Mẹ không biết con heo đó để đâu rồi đó nè. Lạc trôi đâu? Heo. Không. Không phải con heo đó, cái con heo màu gray. Trời ơi, kêu nó con heo cái nó chạy ngồi nó chỉ con heo mình nè. Lên đây. Ngồi xuống đây. Trời ơi, nó chỉ con heo này. Đây nè, mẹ đang có cái con heo này nè, phải không? Heo này nè, con có tiền còn đây không? Rồi còn đó, cho cô chú coi có nhiêu tiền, cho cô chú coi có nhiêu tiền. Đúng rồi đó, rồi bỏ ra lại đi con, heo gì mà đó, heo vậy đó, tôi gắn vô nó không chịu. Bỏ vô đi. Đây hôm nay có quá tiền. Bỏ này vô nè. Mom.
chồng chi? Sao? I show you. À, you show me. Để nó chỉ cho mẹ làm. Ok, you show me. À, gấp lại hả? Đây, let me show you. Nè, gấp lại vậy nè. Gấp cho thẳng lại, ok. Gấp cho thẳng lại, ok. Đó. Rồi, như vậy mới là bổ mèo nè. Không. Chứ thì sao? Sao cứ mãi vẫn vương tự mình ôm lấy tổn thương. Bỏ đây riêng mình. Cái gì vậy? Đau gì vậy? Wow, giỏi. Con chú có ai muốn bỏ con heo xí chay không? Không. Không. Không nhỏ nữa kìa. Không. Mẹ ơi, tiền đâu? Tiền là gì vậy? Tiền. Tiền là gì? Tiền. Ồ, chị có quá trời tiền luôn. Chị để dành tiền cho mua gì ta? Chị để dành tiền cho chị mua gì ta? Mẹ có để dành tiền trong nhà băng cho cô cho chay đó nha cô chú nha. Mẹ có để dành tiền trong nhà băng thiệt cho chay đó. Mẹ phải cố gắng để dành thiệt nhiều tiền trong nhà băng cho chay. Để sau này, để sau này chay đi học đại học rồi phải tốn rất là nhiều tiền. Mẹ không có muốn là chay phải thiếu nợ. Tại vì ở bên đây mà đi học đại học á cô chú. Ở bên đây là mà đi học đại học. Bên đây mà đi học đại học là tốn nhiều tiền lắm. Nên là hiếm có một cái gia đình. Phải là không phải hiếm có một gia đình nhưng mà rất là khó để trả tiền đại học là tại nhiều tiền quá đó. Nên là từ bây giờ là mẹ với chay, mẹ với bác. Ủa tiền đâu rồi? Đây. Từ bây giờ, không phải từ bây giờ nữa mà từ năm ngoái mẹ với ba chay đã bỏ tiền vô nhà băng cho chay rồi. Là để hả sau này chay phụ chay trả tiền đại học. Ví dụ như mà chay học giống như mà chay mà muốn đi học bác sĩ giống như út của chay á hả là tốn nhiều tiền lắm. À, hả tiền đâu có trả, ví dụ như phải mượn tiền nhà nước rồi sau này đi làm ra trả lại, nhưng mà vậy thì cực quá nên là bây giờ mẹ với... It's crazy. What you mean it's crazy? Mẹ với ba chay là phải để dành tiền cho chay từ bây giờ cho chay đi. Don't say that. Baby. Mẹ không chay. Baby. Bảy mà. Baby. Baby. Cái con chay này. You're so silly. You are silly butt. You are butt silly. Đành ôm nỗi đau này. Baby. Chết lặng giữa trời. Baby. À, không chơi chay nó tiền bậy. Baby. Rồi chứ cất tiền cho đi coi. Cất tiền cho đi xong rồi cái đi mua đồ ăn sáng. Đồ mày cũng đói bụng quá. Ơ tiền đâu? À. Tiền đâu? Tiền đó xin coi. Thằng lại sâu trong trái tim hao gầy. I'm happy. Stuck. Oh, con nói tiếng Việt đi. Mèo mèo. Sao? Ơi, mèo sao con làm gì con nói tiếng Việt, con nói y chang cái câu mà nãy con nói tiếng Anh á, con nói sao? Nó mẹ ơi giúp con. Tiền bị kẹt ở trong con heo rồi. Nói ngay tiền bị kẹt ở trong con heo rồi. Bị kẹt. Ở trong con heo. Trên con heo. Rồi chứ không phải lòi. Rồi. No, chị đi, cong lưỡi lên. Rồi. Không có lòi. Rồi.
Nó nghe nè, nó nghe nè, nó không có nói được chữ L với chữ R. Nó nói mắm có gì vậy? Mở cửa ra, nó nói là mở cửa la. Mở cửa la. Đây heo là little boy. Chay nè, bây giờ nè, bây giờ mẹ chỉ chay nói chuyện, tập chữ chữ nói chuyện với chữ R nha. Ra rồi. La rồi. Ra rồi. La ơi. La ơi. Không phải la ơi. La. La ơi. Ra rồi. La ơi. Ra rồi. La ơi, la la. Rồi, rồi bây giờ nói chữ này nè, con nói gì? Trời. Trời. Không có tời, trời. 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 Tiền đâu? Tiền đâu? Biết rồi mà, con nói trời. Mày tiền đâu? Tiền rớt vô trong đó rồi. Con nói trời. Không, không có nói được chữ R ha. Dân bánh tay không nói chuyện được chữ R không? Tại tài ai? Nói đi tại tài. Thầy nhìn vô đây nói tại tài. Tời. Tời tời. Bây giờ, nói chuyện này nghe nè. Tâm. Tâm tiểu. Tâm trăm. Nói nè. Nói nè nè. Trăm triệu. Trăm triệu. Không, nói đàng hoàng. Nói coi, trăm triệu. Gì? Gì? Tóc mẹ hả? Con nói đi chay, trăm triệu. Nói trăm triệu đi. Nói đi con, trăm triệu. Nói đi con, trăm triệu. Sao bị nứt cục rồi? Đầy ngọn núi đau này, chết lặng giữa trời mây, hằng lại sâu trong trái tim. Thôi 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 thôi, dừng.